a brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I đâu này là đường ray mà. Má ơi đông quá à. Trời ơi, bởi vậy hỏi làm sao? Vậy á, thà vậy á, để cho không ai đi được. Chứ không chịu chờ chút xíu. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I break our hearts open in half just to see if we'll put them back. No matter what they are, I'll stay by your side. It's you and I. Các bạn, mình đặt cái lộ trình là quốc lộ 55B. Cuối cùng giờ mình đi sống lưng khủng long rồi bạn. Sống lưng khủng long này không ở Tà Xùa mà là nó ở Xuân Lộc Đồng Nai. Mình chỉ cần là qua được bên đó thung lũng thôi, thấy không? Mà bây giờ nó đánh một cái vòng dài thằng lòn vậy nè. Ơi, tính đi ăn cua tà bao, ăn con cua bình thường thôi. Ai giờ vô đây ăn toàn cua hoàng đế không? Má mắc cười quá, chụp cho gông tắm đi nè. Ui, chết mẹ rồi, trời sao? Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân. Dày hỏi sao không xúc ốc, nó bung luôn mấy con ốc của kiến trắng gió luôn. Quên mang đi cái đồ dặn rồi, giờ bung được không? À, anh chào các bạn. Hôm nay tụi tôi quyết định là đi quốc lộ 55B, đi Tà Bao á. Cuối cùng chúng tôi quẹo vô đường DT 796 766, gì quên rồi. Thì cũng vui, nó là một dịp để mình up road, nhưng mà đây là hậu quả của up road nè. Trước khi đi là tôi dặn kỹ lắm á. Trước khi dặn rất là kỹ á, mà bây giờ nó là nó bung ốc luôn rồi, giờ mình làm sao đây? Giờ trường hợp mà dặn không được về á là lát nữa tháo ra luôn á. Bây giờ cứ dặn đi, đi tới đâu dặn tới đó. Mẹ đang bơi đi xuống sông này. Sống lưng khủng long các bạn, chúng ta không cần đi đâu xa để được đi sống lưng khủng long. Hay đến. Nhưng mà nó chỉ vậy là còn nhân đạo nha, nó chỉ băng thẳng mà.
sống lưng khủng long ở miền Nam đây các bạn ơi. Feel free, and I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. Yeah, I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, y'all will see. Yeah, you'll see that I will get it. Cause I'm really focused, man. I make it with the rap, and I just follow my path. I just follow my passion. To me, this is what's precious. Yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid. I could be the guy taking you wild. I could be the villain. My good as a kid. Lately, I'm painting my path on my way. Yeah, I got no time that I can waste. So I've been sitting in the space. Yeah, making rest every day. Man, you know that I go insane. Yeah, I hit you with a bullet to the brain. Let us stop working. We go and you go in this turn. Cần giấy tờ gì hả anh hả? Ở Sài Gòn. Đi tờ bao nè. Đây là vùng đỏ đó. Quán bán cô. Khách ngoài tỉnh vui lòng không ăn uống tại đây. Ở đây người ta dịch cũng còn ít lắm, nên người ta sợ. Bây giờ sao ta? Tụi mình đi tới được cái cà phê đồi tím hả? Cái gì? Đồi sim. Cái quán cà phê gọi là có cái view xịn nhất ở chỗ này. Nhưng mà cái cô chủ quán nói là không có bán. Rồi còn gì nữa? Ở ngoài ghi cái bảng là khách ngoại tỉnh không được phép ngồi ăn uống ở đây. Ừ. Nhưng mà cái vị trí quán của cổ là đã đứng ở đằng sau cái chốt rồi. Thì có nghĩa là người ta đã kiểm tra khách rồi. Ok hết người ta mới cho qua chốt.
nhưng mà tình hình là vậy đó. Người ta không cho vô, trong khi tụi mình đi 200 cây là cũng chỉ tới đây thôi. Tiếc một cái là mình cũng đã ráng kiếm số điện thoại của cô này gọi trước để coi sao, coi có bán không, bán thì tới, còn không thì mình đổi lịch trình. Nhưng mà kiếm không ra. Giờ có quán cà phê nào thì vô quán đó ngồi. Cái rừng tà bao hồi nãy á, cái đồi chứ hay cái đèo chứ, cái đèo chứ, nó lạnh 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 đã ghê. Cái này gọi là đèo Đam Mi, sạn Em đồ chụp hình nhiều lắm lắm á, mà không có view để chụp. Cái sạn đồ make up. này cũng đẹp mà. Quá trời. Nội cái đèo có mấy căn nhà cách xa nhau như vậy, mặt bằng cũng rộng quá trời. Rồi đưa nước ra rồi mình đi vô chứ có phải ngồi trong khách À, đâu. này là tại vì đó giờ chưa có dịch ở trên đây, thường chính quyền người ta hay vậy á, ta hay khó thích nghi á, và thế là bây giờ dừng ở giữa đèo. Uống nước vui không? Tôi vui á, nhưng mà đồng chí này là phải có chỗ để ngồi nghỉ mệt, ăn uống chụp hình sống ảo. Rồi. Anh nữa xuống quốc lộ á, mua Ra đồ ăn quốc lộ còn có 80-90 cây gì nữa mà. vậy, lát nữa kiếm chỗ nào ăn được rồi, rút kinh nghiệm nha, mốt mua đồ theo, mốt mua bánh hay gì để trong này. Ủa sao không ngồi lại ăn? Ngồi lại giờ người ta ngại gì, người ta đâu có cho mình ngồi lại đâu.